có tự tin mình sẽ chiến thắng không? Nhờ vào đầu bếp Ân, chị sẽ trở thành phụ bếp thôi. Ân sẽ nấu chính để cho Ân trổ tài để mà nấu, để xem là khả năng nấu tới đâu. Em có tự tin về khả năng nấu nướng của mình không? Dạ có, nhưng mà lâu lâu thì nó bị cục hứng. Xíu mại gồm có những nguyên liệu chính làm gì ha? Dạ, thịt heo là nguyên liệu chính. Thịt heo rồi gì nữa? Dạ, bánh mì. Là bình thường là em mua ở ngoài hay là ai đó nấu cho em? Em tự làm luôn, vậy là em biết cách làm rồi. Em phụ người ta làm hả? Mình đang làm món em thấy có tôm luộc nè, thịt luộc nè, và thái sợi chắc là mình làm gỏi cuốn đúng không? Đúng rồi, làm gỏi cuốn. Món này là khá là đơn giản á. Chị đã từng làm món này chưa chị? Rất nhiều lần. Wow, vậy là món tủ rồi. Ê, Ân ơi, Ân đang làm gì đó? Dạ, gỏi. À, mình phải cắt mỏng mỏng sợi như vậy để mình cuốn cho dễ đúng không? Ân có từng làm món này qua bao giờ chưa? Ít khi hả? Là có từng làm rồi đúng không? Mình có tự tin là mình sẽ làm thật ngon và thật đẹp không? Hôm nay em làm món gì vậy? Dạ em là gỏi đu đủ. Em đã từng làm qua món này chưa? Chưa hả? Vậy mình có tự tin là mình sẽ làm được thông qua những cái bước hướng dẫn này không? Dạ chắc. Chắc được hả? Dạ. Em đang làm gì á? Em đang giã tôm. Đang giã tôm dưỡng. Hướng dẫn trình bày thôi. Mình cứ làm theo hướng dẫn thôi chứ thật ra mình cũng... Mình chưa từng làm món này. Chỉ được ăn thôi. Chỉ được ăn rồi hả? Ok, trong đây có hướng dẫn rất là chi tiết. Thì có từng bước mình cứ làm theo hướng dẫn ha. Cảm ơn.